75 á thì có 4 đại gia, bao gồm là Nhất Sĩ, Nhì Phương, Tam Sường và Tứ Hỏa, tức là 4 đại gia. Thì trong đó thì người đứng đầu thứ tư đó là chú Hỏa, thường thường hay bị đau buốt, và xung quanh căn biệt thự này thì hay nghe cái tiếng khóc của cô gái. Dần dần mọi người cứ khách khứa đều đến cái căn biệt thự này. Thì Vườn Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Vườn Hồ đang có mặt tại trung tâm quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Và sau lưng này là một căn biệt thự có tuổi đời gần 100 năm với 99 cửa ra vào. Và đây là một trong những cái căn biệt thự mà gắn liền với cái giai hội con ma nhà họ Hứa. Và để hiểu thêm về cái căn biệt thự này, mời cô bác quý chị cùng theo Vườn Hồ vào phòng bụi để tìm hiểu về cái căn biệt thự này nha. Cái căn biệt thự này thì được chính quyền sử dụng làm một cái nơi gọi là bảo tàng nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là các lối vào nơi cái bảo tàng này thì có hiện nay thì có rất là nhiều bạn chọn cái địa điểm này là một trong những cái địa điểm check in chụp hình của các bạn trẻ. Và đây là cái lối vào chính của căn biệt thự. Phong sẽ chia sẻ trong một clip về cái căn biệt thự này nghe Phong ha. Nếu như anh Hồ thì cũng đã rất là nhiều lần lên trên Sài Gòn rồi đúng không? Và đây là một căn biệt thự mà đối với em là một trong những biệt thự đẹp nhất ở Sài Gòn. Mọi người có thể thấy là khi mà chúng ta vừa mới bước chân vào khu vực sảnh chính á, thì sẽ bắt gặp cái thang máy. Và đây là một cái thang máy đầu tiên ở Việt Nam. Ồ, đây là cái thang máy hả? Thang máy được làm kết hợp giữa cái kiến trúc giữa phương Tây và Á Đông. Anh có thể thấy là thường thường á, thang máy người ta thiết kế sẽ làm bằng vật liệu như là sắt, nhưng vật liệu cứng, nhưng mà khi mà chú Hỏa xây dựng cái thang máy này lại là vật liệu bằng gỗ. Cho nên mà khi mà chúng ta bước vào bên trong thang máy giống như một cái kiệu của những cái quan lại mà thời nhà Nguyễn á, để di chuyển á. Và đây là một cái thang máy gỗ. Anh có nghe em nói là của chú Hỏa, thì cái chú Hỏa là chủ căn biệt thự này hay sao không? Ở Sài Gòn trước năm 1975 á thì có 4 đại gia, bao gồm là Nhất Sĩ, Nhì Phương, Tam Sường và Tứ Hỏa, tức là 4 đại gia. Thì trong đó thì người đứng đầu thứ tư đó là chú Hỏa. Chú Hỏa thì dân Sài Gòn hay gọi tên là chú Hỏa, nhưng mà thiệt ra ông tên đầy đủ ông là Huy Văn Hoa, tức là phiên âm ra là Hứa Bộ Hỏa. Thì đây là cái căn biệt thự của ông. Và ở trên Sài Gòn thì ông có hàng ngàn căn biệt thự như thế này. Tuy nhiên thì đây là căn biệt thự mà có kiến trúc rộng, đẹp và độc đáo nhất. Ở chút vào đây thì anh em mình sẽ khám phá về căn biệt thự mà có tới 99 cái ô cửa sổ như thế này nha. Lúc đầu thì dự tính là xây tới 100 cái ô cửa sổ, nhưng mà ở Sài Gòn có một cái dinh, đó gọi là dinh toàn quyền Đông Dương, mà mọi người hay gọi là dinh Norodon á, bây giờ là dinh Độc Lập á, sau này đập đi xây lại thành dinh Độc Lập, thì có 100 cái cửa. Thì sợ là đụng chạm cái phong thủy, cho nên là lúc đó thì toàn quyền Đông Dương Pháp ở tại Đông Dương đã không có đồng ý, và chỉ bỏ bớt một cái cửa thôi, nên là căn biệt thự này chỉ còn 99 cái cửa. Anh thấy thang máy không? Thang máy ba tầng, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Lạ ha. Hồi giờ thì mình đi mình thấy rất là nhiều thang máy, nhưng mà thang máy ở đây là một cái thang máy cổ. Tất cả những cái đồ ở đây là đều giữ lại nguyên bản luôn. Và chú Hỏa là một trong những người giàu lên từ một cái nghề mà đó thôi là không ai nghĩ đến, đó là nghề buôn mắm đồng nát, nghề ve chai á. À, phế liệu. Ông thu mua tất cả các phế liệu của bà con và để chế lại và bán lại, cho nên là trở thành một đại gia từ cái nghề đó. Và trước năm 1975 thì ở đây có chiếu một cái bộ phim lấy một cái câu chuyện từ căn biệt thự này. Đó là bộ phim có tên là Con Ma Nhà Họ Hứa. Thì hôm nay chắc là anh em mình sẽ tham quan kiến trúc cũng như là kể lại cho bà con cô bác rõ về cái giai thoại đó ha. Nếu mà tính tổng cộng cái diện tích ở đây là anh Hồ, là rộng khoảng 4.000 m², là tương đương khoảng 4 công đất không ta? 4.000 m² khoảng. Đúng rồi, 4 công đất. 4 công đất. Em đến đây rất là nhiều lần nhưng mà em đi chưa khi nào hết toàn bộ cái khuôn viên ở đây. Em có biết tại sao ông lại chia ra đến 99 cái cửa sổ không?
Ông thì lúc đầu ông tính là xây 100 cái cửa, nhưng mà sau này xin giấy phép không được và ông bỏ mất một cái cửa, chỉ là 9 cái cửa thôi. Ông muốn là biến cái căn nhà này là nơi hội tụ con cháu dòng họ bà con họ Hứa về đây sinh sống, cho nên là ông xây dựng nhiều cái lối như vậy để cho nó tạo thành không khí gió. Đặc biệt là cái biệt thự này kiến trúc của Pháp á, cho nên là cái trần nhà này lúc nào nó cũng khá là cao, và khi mà mình đi vào bên trong á, gió cực kỳ thoáng luôn ha. Ở đây thì hiện giờ đang trưng bày hơn 20.000 tác phẩm nghệ thuật. Ai biết là 20.000 là để vào trong này thì là mức độ rộng lớn của cái biệt thự này cỡ nào. Hiện nay thì con cháu của ông có còn không Phong? Con cháu của ông chú Hỏa thì hiện giờ đang ở bên Mỹ hết à, ông ca ở Việt Nam hết. Và nãy giờ thì anh em mình cũng có nói về căn biệt thự, nhưng mà cũng chưa nhắc cho bà con rõ về cái giai thoại con ma nhà họ Hứa ha. Còn hình như lối này là lối đi bị chặn lại không? À là con đi nha. Đây là một trong những cái 3 tầng lầu thôi á, và một trong những cái gian nhà. Ở đây thì 3 gian nhà là Em có thể kể cho mọi người nghe cái giai thoại về con ma nhà họ Hứa hay không không? Hồi xưa trước năm 1900 hồi xưa thì ông Hứa Bồn Hỏa ông có tới 3 người con. Và những người con trai của ông á thì khá nổi tiếng. Nhưng mà ông có một người con gái khá là xinh, con gái Úc. Và gần như là hiếm ai thấy được khuôn mặt của chị gái đó. Chị này thì có tên là con gái Úc của chú Hỏa, có tên là Hứa Bổn Lan. Thì hồi đó thì chị chẳng may là mắc căn bệnh bệnh phong, mà bà con gọi là bệnh hủi. Và đối với người dân thì thời điểm đó cái nhận thức về căn bệnh nó không rõ, và mọi người cứ xem đó là một căn bệnh lây nhiễm, dẫn đến là ai cũng xa lánh. Và chính chú Hỏa cũng sợ rằng bà con thấy được rằng là mình có đứa con gái bị bệnh như vậy, thì lúc nào cũng nhét ở bên trong cái căn phòng. Và cô gái đó cũng rất là ngại khi tiếp xúc với mọi người xung quanh. Về đêm á, khi mà nhiệt độ nó xuống á, thì những người mắc bệnh phong á, thường thường hay bị đau buốt. Và xung quanh căn biệt thự này thì hay nghe cái tiếng khóc của cô gái. Dần dần mọi người cứ khách khứa đều đến cái căn biệt thự này thì đều mong muốn là nhìn thấy đứa con gái. Nhưng mà chú Hỏa thì lại né tránh. Và dẫn đến á, là người ta đồn đốn rất là nhiều. Có một ngày này tự nhiên cái đưa ra cáo phó là con gái mất. Và sau đó thì mọi người tò mò về câu chuyện đó khá là nhiều. Nhưng mà rất là nhiều giai thoại, nhưng mà đó là một trong những giai thoại mà được mọi người dân ở Sài Gòn loan truyền với nhau. Có nghĩa là con gái của chú Hỏa lại bệnh cùi và mất tại cái căn biệt thự này. Mà thật hư thì cái con của chú thì mất xong thì không biết là chôn cất nơi nào. Nhưng mà hàng đêm thì họ thường nghe thấy những cái âm thanh ghê gợn của một người thiếu nữ, đúng không? Nãy giờ thì mình mới có đi một cái tầng thứ hai thôi á. Còn mà nếu mình di chuyển lên trên tầng trên nữa thì không gian đây cực kỳ rộng. Anh Hồ mới đi con xíu thấy đuối không? Anh thấy rộng đuối. Bây giờ lên đây ha. Mình lên thêm một tầng nữa ha. Chia sẻ với mọi người cái căn biệt thự của chú Hỏa thì nằm ngay giữa trung tâm quận nhất của Sài Gòn này. Và ước tính về giá trị vật chất hiện nay thì cái mặt bằng với lại cái căn biệt thự này thì em có thể ước tính được không Phong? Về giá trị thì gần như là không ai cân đo đong đếm được, tại vì về cái mặt kiến trúc rất là nhiều đồ cổ. Và mọi người có thể thấy là từ cánh cửa tới tất cả những cái thiết bị ở đây đều nguyên thủy nguyên bản hết à. Em nghĩ là một vị trí đắc địa với 4 mặt tiền nha. Cái biệt thự này là 4 mặt tiền giáp tứ xung quanh, 4 góc là đều là mặt tiền đường, nằm cách chợ Bến Thành khoảng có 100m thôi. Đây được gọi là khu đất vàng, khu đất mà đẹp nhất ở Sài Gòn luôn. Nãy giờ ước chừng thì hai anh em lội cũng rất là mỏi chân á. Em có biết được rằng cái căn biệt thự này nó gồm tất cả bao nhiêu phòng không Phong? 99 cánh cửa và người ta thống kê là khoảng 60 căn phòng lớn nhỏ.
Thiệt ra thì nếu mà đi tham quan bảo tàng mà đi một mình, mọi người cũng cảm giác hơi sợ đúng không? Tại vì cái lối kiến trúc chính cái căn nhà này nó đã thấy có cái sự vắng lặng rồi, yên tĩnh rồi. Rồi những cái phù điêu đậm chất nghệ thuật như thế này á, và nhìn những bức tượng đôi khi người ta cũng giật mình lắm. Nhìn cái cửa này đó, đây là một trong những cái ô cửa từ thời đó đến giờ, 99 ô cửa như thế này. Và hình như anh nhận thấy là cái kiến trúc ở đây còn được, vẫn còn được nguyên vẹn từ xưa đến nay phải không? Ở đây là trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, tổng cộng là có hết 20.000 tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà đắp phù điêu. Anh Hồ thì trước khi anh đến thì anh có nghe mọi người kể nhau về giai thoại con ma nhà họ Hứa chưa? Anh chưa nghe, nhưng mà ở miền Tây thường mọi người thường hay thắc hứa, thắc chữ tín, thì người ta lại ví von với nhau một câu là mày là con ma nhà họ Hứa chú Ngoại là một trong những người cực kỳ giàu, và gần như người dân Sài Gòn trước năm 75 đều biết đến hết à. Nhất sĩ, nhì phương, tam sườn và tứ hỏa. Tứ hỏa. Đường cục quá. Bên kia thì người ta đang sửa chữa cho nên là mình cũng không có thể nào di chuyển quá. Cái kiến trúc của nhà của chú khi mà chúng ta nhìn vào á thì nó thấy nó rất là lộng lẫy, uy nghi. Còn hai gian phòng nữa cũng kiến trúc như thế này nè, rất nhiều phòng. Chú Hỏa thì mất năm 1902, căn này thì được xây dựng hoàn thành vào năm 1929. Hiện giờ thì hiện bây giờ là năm 2022 rồi, tức là đã gần 100 năm. Chú là một người Hoa phải không? Dạ, là người gốc Hoa, và chú xây căn biệt thự này được một phần thì mất rồi. Sau đó thì con cháu thấy vậy thì muốn thực hiện một ước nguyện, tiếp tục trùng tu lại và xây dựng hoàn thành vào khoảng mười mấy năm sau đó. Đứng ở đây anh sẽ thấy nè, chợ Bến Thành ở góc kia kìa. Đó, góc vòng xây Bách Thị Trang á. Cho nên đây là được cho là khu đất đẹp nhất ở Sài Gòn. Và đây là một cái trung tâm thương mại, sau này sẽ hình thành chung với cái ga metro ở chợ Bến Thành. Cho nên là ở vị trí này, căn biệt thự này sẽ là một trong những cái nơi mà ghi lại cái dấu ấn kiến trúc của Sài Gòn xưa, Sài Gòn trước năm 1975. Ở đây thì gần như là mình đi đâu thấy có cửa hết á. Mình có thể mở cửa này ra được không? Đây là nhà vệ sinh nè. Ông Trung Hoa xây rất là nhiều nhà vệ sinh ở các tầng. Cứ vài ba phòng ngủ thì sẽ có một nhà vệ sinh. Mọi người có thể nhìn ở đây thấy nè, đây là tầng 3 nhìn xuống nè. Và mỗi một cái ô cửa như thế là mình sẽ thấy được cái ban công để nhìn ra ngoài sân. Còn ở trước này không? Ở trước này thì có một cái căn biệt thự. Cánh cổng cũng từ đó đến giờ luôn. Cây cổ thụ này cũng đã trên gần 100 năm rồi. Đây là cây bồ đề, được trồng lâu đời rồi, từ lúc hình thành căn nhà này. Gian bên kia cũng là một căn nhà phụ của nhà chú Quả luôn. Và bốn hướng này đều nhìn ra như thế này hết. Dạ. Không ạ? Mặt tiền đường nè, góc này mặt tiền. Nhà này thì bao bọc bốn mặt tiền, bốn góc đường luôn. Và ở giữa anh có để ý rằng ở giữa giống như là một cái giếng trời á. Dạ. Và nhà của chú thì sau lưng nó có một, ở giữa hướng một cái luồng ánh sáng từ trên xuống. Giếng trời, có một cái giếng trời nằm ngay chỗ thang máy nữa. Hồi đó mà có thang máy là đã thấy khủng quá khủng. Mà đặc biệt là thang máy bằng chất liệu là gỗ nữa.
ông cải biên lại từ một cái thang bằng sắt thành một cái thang gỗ, mà khi mà người ta đi vào bên trong thang á thì rất giống với đi một cái kiểu thời nhà Nguyễn. Chú thì có tổng cộng bao nhiêu người con, Phong có nắm được tư liệu không? Chú thì con cháu khá là đông, nhưng mà kém may mắn nhất là đứa con gái út á, mà nãy giờ anh em mình có kể về giai thoại con Mai nhà họ Hứa. Đá cẩm thạch nè, nguyên khối luôn ha. Đây Phong, ở đây thì trong cái kiến trúc của người Hoa thường hay thấy đó, đó là ở giữa cái lồng của căn biệt thự á, nó lại có một cái hướng từ trên trời xuống, người ta gọi là giếng trời. Yeah. Thì đó là một cái cách để mà người Hoa để mà gọi là phong thủy trong cái xây dựng nhà của người Hoa. Ôi mọi người nhìn kìa, trời ơi. Tương tự như thế này, mình đi một hồi thì mình không biết đường nào được đi đâu. Có cửa nè, ở đây thì quá trời rộng luôn. Ở đây thì hiện nay thì tất cả các gian phòng á thì là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Ở đây thì theo Phong chia sẻ hơn 60 phòng ha. Dạ. Nhưng mà mở cửa đi ra mình có thể ngắm không phía dưới đây được không? Nhìn hết lối đi rồi. Bây giờ Phong đến đây cũng như các kiến trúc ở gian phòng nó đều như nhau à? Dạ. À. Các tác phẩm này được trưng bày trong các gian phòng này. Rồi cho chú biết đi. Anh Hòn chia sẻ. Em có nút đi. Nãy giờ thì anh em mình cũng có dịp đi tham quan cái một cái công trình biệt thự cổ nằm giữa lòng Sài Gòn. Và đây là một công trình mà em thấy nó có vừa đậm nét dấu ấn của kiến trúc của phương Tây, của Pháp, và một chút dấu ấn của Á Đông, của người Việt mình. Đặc biệt là cái thang máy khi nãy anh em mình có thấy á. Và câu chuyện mà nãy anh em mình có chia sẻ về giai thoại của Mai nhà Hứa, em nghĩ rằng là đôi khi giai thoại thì người ta truyền miệng với nhau, có khi là đúng, có khi không chính xác. Nhưng mà câu chuyện đó nó đã từng đóng thành bộ phim rồi, thì hôm nay anh em mình nhắc lại để cho cô bác anh chị nào chưa rõ được hiểu rõ hơn ha. Và đây là một căn biệt thự anh thấy là cực kỳ tuyệt vời. Anh Hoàng chia sẻ gì vậy? Anh thì không có nắm nhiều tư liệu về cái căn biệt thự này, mà chỉ biết được qua thông tin mà em đã nắm bắt, cũng như là những cái câu chuyện, những cái bộ phim mà Phong đã từng xem qua rồi. Thì hôm nay thì cũng muốn chia sẻ cho mọi người biết một cái căn biệt thự cổ có tuổi đời gần 100 năm ngay tại giữa lòng Sài Gòn này mà ít người biết đến. Ngay cả bản thân anh thì lên đây cũng gần 2 năm lên xuống, nhưng mà vẫn nhiều người vẫn không biết cái căn biệt thự 99 cửa này. Hy vọng rằng cái đoạn clip này cho mọi người thêm một cái chút thông tin, một cái địa điểm thú vị khi mà ai có dịp đến Sài Gòn có thể ghé đây tham quan, tìm hiểu và ngắm nhìn những cái tác phẩm nghệ thuật ở đây ha. Chắc anh em mình xin kết thúc đoạn clip tại đây luôn. Chào mọi người, chào quý cô bác.